Đó, biết sao mà hay bị chữ không? Làm báo giá, mấy anh nghe giá mấy anh quải quá mấy anh chữ. Chứ còn mà mấy người không báo giá mấy anh đâu chữ đâu. Làm báo giá rõ ràng mà. Rồi bây giờ em chạy máy ra xong rồi nè, em sẽ kiểm tra đầu tiên là giờ lóc xả nhớt nè. Thì chủ xe báo là hư ốc xả nhớt là một phần rồi. Đó, nhưng mà hai con ốc này nè là hai ốc cục đờ á, nó cũng hư luôn nha các bạn. Thì phải làm lại cho ảnh. Còn ốc xả nhớt rồi ốc đét chân là tuôn ốc đét chân. Bít tông này là cốt 2. Đó, thì một là đóng lòng lại, hai là mua cái lòng mới. Thì em chọn là mua lòng mới thay bít tông bạc hãng. Đầu này á, thì em sẽ đem đi làm lại, em thay số bắp. Đó, số bắp đi lâu nó bị sụp miệng, nó đóng khói luôn nè các bạn. Rồi số này em sẽ thay một bộ số mới. Giờ này em sẽ đi thay tay lại, cam cò làm lại. Các bạn coi lượt nhớt nè, cái lượt nhớt mà đa số nó bị dơ vậy á là do nồi đi bô cước đó các bạn nè. Đó, tại dán bố dán á. Rồi chuông là sọc là sẽ thay chuông. Còn chuồng heo lá bố này thì em sẽ thay. Đó, ở xe neo nè, thì lúc mà em làm máy cho các bạn á, thì em sẽ vệ sinh cục đờ, thay than lại bằng than hãng. Nhưng mà cục đờ này là nó hư luôn nè các bạn, rớt 500 từ nè, thì không có còn cứu được. Đó, thì bắt buộc là phải thay cục đờ mới. Đó là những cái phát sinh với lại cuộn lửa à. Người ta quấn cuộn lửa lại, người ta dán keo AB luôn nè. Đó, thì mấy cái này chủ xe khó biết, mà mình làm thợ thì chỉ việc tháo ra thì mình mới biết thôi, chứ còn mà kêu mà đứng kiểm tra thì không bao giờ biết được mấy trường hợp này đâu nha. Rồi thì giờ sẽ báo giá chủ xe thay cục đờ khác bao nhiêu tiền, chủ xe đồng ý thì mới thay, không đồng ý thì không thay. Bây giờ em sẽ tiến hành ráp phu chờ neo FI. Giờ sẽ giải thích về cái lốc, tại sao phải hàn lốc lại. Đa số là em sẽ thay lốc mới hết, và cái việc em thay lốc mới là rất ngon hơn cái việc mình hàn lại. Nhưng nếu mà cái lốc nó hết sản xuất thì bắt buộc phải hàn. Như lốc xe này thì lốc xe phu chờ 2, phu chờ neo, phu chờ FI hay gì đó, nói chung là lốc phu 125 nó hết sản xuất, cho nên là bây giờ em sẽ đắp hàn lại. Đó, và em trả về lại ốc Estanda. Nếu mà nó còn bán em sẽ mua, còn này nó không còn bán. Đó, và em sẽ rửa. Thì các bạn sẽ thấy hai cái lốc mình rửa rất là sạch nè, rửa sạch lẫn trong ở ngoài để cho cái xe người ta nó đẹp đẽ, trau chuốt đồ lại hơn. Rồi sau đó mình sẽ gia cố thêm phần này, để những cái xe phu này nó hay bị đứt cái sợi dây này các bạn, em sẽ gia cố lại luôn trong lúc em làm. Đây là bảo dưỡng lại máy zin, là sao là hư gì thay cái đó. Dù hai cái máy zin là không bao giờ hư được, hoặc là nguyên cái zin, trừ khi các bạn sửa chữa nơi nào đó quá nhiều lần người ta bắn ra bắn vô nó hư đầu răng này thôi, còn không là không có hư được. Thì mình thay bạc đạn zin là 1 nè, mình thay tay zin là 2 nè. Đó, thì khi mà coi clip của em là vừa thấy được hình ảnh nè, vừa thấy được món đồ em thay, em chỉ thẳng vô nè, thì cho dù cái người không biết về xe vẫn hiểu là anh Tây đang làm gì cho xe mình. Sau đó thì em sẽ thay nguyên một bộ số mới. Đó, thay nguyên bộ số mới cho xe này. Bạc đạn máy em xài full bạc đạn máy nào cho nào cũng nhập. Đó, rồi về nồi thì em làm gì, đầu tiên á là em sẽ thay một cái chuồng heo hãng mới. Đó, em thay một cái chuồng heo hãng mới nè. Thứ hai nữa là về bên này em sẽ trả về lại bố ba càng dài zin hãng. Bố ba càng này đúng bố ba càng của hãng, rất là mắc tiền hơn và đi rất là bền. Các bạn thấy những cái xe phu chờ 125, phu chờ 2 đồ á đi lâu không? Có những cái xe mà mình thấy đi mười mấy năm luôn á mà người ta chưa rớt đầu lòng luôn nha các bạn. Còn này là mình làm lại nè, là mình sẽ thay một cái chuông mới. Cái chuông hình tròn này là của em thay vô. Còn cái này kêu là cái nhông nè, là của khách hàng, còn sẽ được để lại xài. Đó, bên phần nồi thì em sẽ thay thêm cốt bằng số mới cho cốt bằng số trên xe của người ta bị cong. Lá bố đợt này hết lá bố Thái thì bắt buộc em phải xài lá bố Việt Nam, nhưng mà vẫn là lá bố hãng nha. Rất là nhiều anh em hay nói lá bố Thái, bố Thái, bố Thái chứ, nhưng mà Thái dúi không phải trong hãng. Tính đồ hãng là sao, là đi vô hãng mua đi ra lại. Đó, chứ không phải là đừng có dùng từ bố Thái ở đây mà Thái mua ngoài chợ lớn là thua á. Rồi đây lá bố Thái thì lá bố lá bố Honda Việt Nam, lá bố Thái hết hàng thì chừng nào có hàng em sẽ tiếp tục xài cho các bạn. Con sùng đổi sân cam trên và dưới em thay mới. Đó, sân cam em thay sân cam mới. Về cái đầu nè em sẽ thay 2 số bắp mới nè. và thay phốt số bắp và thay ốc tán trứng cò hãng. Ốc tán trứng cò hãng thì rất là mắc tiền hơn. Một cái này kêu là con ốc nè, này là con ốc, còn này là con tán. Ốc và tán trứng cò hãng thì rất là mắc tiền xưa giờ, nhưng mà nó có lý do tại sao mình xài, bởi vì nó bền hơn thì nó mới mắc tiền các bạn. Rồi hai phốt số bắp hãng, thay hai số bắp mới cho chủ xe luôn đó. Còn những cái xe mắc tiền không mắc tiền là ở đây nè, xe này cốt 2 nữa ta, cốt 2 thay lòng mới, thay lòng trái bạc ác mới chính hãng Honda Thái Lan. Lòng CFI là nó có cái này nè các bạn, thì các bạn sẽ phân biệt được sao lại sao là xăng cơ nè, nó có ổ quanh trên đầu, nó có cái lỗ này nè, nó có lỗ cảm biến nhiệt nè đó. Rồi ở đây là đó, mình mua nguyên lòng mới mình thả vô luôn. Còn ai mà không có tiền thì mình sử dụng đóng cái lòng này lại về cho chủ xe đó, thì nó đỡ chi phí hơn. Rồi tất cả ron phốt làm xài đồ hãng hết toàn bộ hơn. Vậy là giờ xong bước cơ bản. Còn bây giờ là xe này đang chờ là sơn mâm, sơn cản với lại sơn gì nữa, chủ xe có dặn em quên mất rồi đó. Thì xong em sẽ báo các bạn em làm những gì cho chiếc xe này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xe này bữa giờ em chờ đồ sơn, là đồ sơn cản, là đồ sơn gấp, sơn bánh chiếu bánh sau, rồi máy lóc thì giờ mới có đó. Thì giờ em đang mở ra em canh cái nồi lại. Và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề mà các bạn ít thấy trên clip của em là canh lại phần đầu. Đa số đầu này mình lấy đầu cũ các bạn, mình làm lại á, rồi cam cò cũ mình cũng tận dụng lại. Thì chừng nào mà ráp lên em chạy ra em thấy nó kêu thì bắt đầu em mới thay đó. Thì ở đây là em đang thay một cái cam của em, là em sẽ thay cò luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình quay về để các bạn biết là quá trình mà làm một chiếc xe giữ lại đồ cũ cho khách thì đều phải canh chỉnh, hoặc là mình làm xe cho khách không phải ráp một lần là lấy các bạn, đều trải qua quá trình canh chỉnh hết, xe nào cũng vậy. Tổng xe này em làm là 14.138 đó. Biết sao mà hay bị chữ không? Làm báo giá mấy anh nghe giá mấy anh quải quá mấy anh chữ, chứ còn mà mấy người không báo giá mấy anh đâu chữ đâu, làm báo giá rõ ràng mà. Rồi giờ máy nè, làm lại máy nè, bấm cái là nổ rồi đó. Còn nghe rè quá là gì, vàng áo hơi bị tới, để thời gian sau có tiền thay. Rồi sơn cái gì nè, 1, 2, 3, 4 nắp lóc, nắp nồi, nắp lửa, nắp ăn cá, nắp bao giờ nồi là 4 miếng. Sơn bánh măng trước, bánh măng sau, má đầm đó, chứ không phải vô là mấy không mười mấy triệu chiếc ta hay gì đúng không? Đó là có sơn nữa. Rồi hai thông gió, hai thông gió này của chủ xe này các bạn, nó bị gãy thì chủ xe yêu cầu mình là thay hai cái thông gió khác, rồi dán keo silicone lại trong đây cho chủ xe luôn. Rồi cao su gác chân sau, chủ xe nó kêu là sửa cao su gác chân sau với lại, nhưng mà thật sự á, gác chân sau chủ xe là còn xài được, tới đây nó chưa bị quét xuống nè, chừng nào quét xuống mới sửa, em sửa được đó. Cho nên là không có cần mà sửa gác chân nhôm, chỉ thay cao su mới là xong. Còn cái bờ đầu này nè anh em, nếu mà chạy mà anh em thấy á, vừa cái bóng đèn các bạn cầm tay vô các bạn lắc đây nè, thấy nó lắc quá nhiều là nó gãy chân bóng đèn thì nên thay thêm. Còn như trường hợp xe này là em chỉ thay cái gì, em thay bờ sau đó, em thay bờ trước, quay vô đây nè, hậu qua nó bể hết chỗ đây luôn, chạy rè rần cái đầu luôn. Em nói thôi em có tiền thì em thay bờ trước bờ sau đi, và em hàng thêm gọng đèn ở trong đó. Thì chủ xe ok, mình thay bờ trước bờ sau, mình hàng gọng đèn cho nó mới đẹp trai lại. Rồi cái này cũ á, là của chủ xe đang đi là vỏ có ruột, em chỉ qua xài vỏ không ruột luôn đó. Nhìn cái van dồi là sẽ biết, nhìn van dồi sau dễ hơn anh em đó. Thì em chỉ qua là em đi vỏ không ruột luôn nha đó. Rồi ra vô vỏ với lại tiền công của em là hết rồi, máy thì nổ em ru. Vậy là xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ tiến hành là rửa sạch sẽ nguyên xe nè, sơn cản lại nữa, cản mâm, 4 nắp lóc, má đầm đó. Thì mỗi xe mỗi khác nhau à, do chủ xe lựa chọn hết á. Rồi các bạn làm như vậy á, thì như chủ xe nè làm vậy, em có bảo hành hay không? Có chứ, mình làm nguyên cái máy cho người ta thì mình bảo hành cho người ta, có trục trặc có xì nhớt gì cứ đem qua em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.